up toàn gần 1k view mà đơn không có thì nên làm gì tiếp? 1k view thì nó vẫn còn rất là ít view, chưa ăn thua gì hết. Vài chục nghìn view thì mới nói chuyện được. Với lại là nó còn liên quan đến đúng tẹp nữa, nó còn liên quan đến là cái view của bạn có làm kiểu như là đúng kiểu hay gọi là công thức, kiểu đúng kiểu công thức không. Thông thường trong một cái video thì mọi người nên làm như này. Đầu tiên là mọi người nên chia ra mở bài thêm bài kết luận, đúng không ạ? Là mở bài là nêu ra vấn đề, đúng không? Thân bài là nêu ra giải pháp và một cái tuyến nội dung phụ nữa. Ở trong một cái video quảng cáo á, thì mình nên có một cái tuyến nội dung phụ nữa là xóa bỏ nghi ngại. Ví dụ như mình biết là sản phẩm của Nho ấy, sản phẩm nhà Nho là gì ạ? Mình biết thừa là khách hàng họ rất nghi ngại khi họ mua hàng nhà Nho, là bởi vì là họ sợ không biết cách sử dụng, hoặc là họ sợ là nhận hàng về bị vỡ, bị hư, bị hỏng. Thì mình tuyến nội dung phụ của mình là sẽ là gì ạ? Sẽ phải thông báo với khách hàng là bọn mình đóng gói rất là cẩn thận, bọn mình có người để mà hỗ trợ các bạn lắp ráp, hoặc bọn mình có video hướng dẫn mọi người lắp ráp, thì có ở tuyến nội dung phụ, và cuối cùng là collection. Đấy, thì mình có làm theo đúng công thức như vậy thôi.